chào tất cả mọi người nha. Sau không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội thì bây giờ hai anh em mình tiếp tục trở lại không khí yên tĩnh của cánh đồng lúa mộc quá. Thì ngày hôm nay sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển thì anh em mình đã trở lại với cánh đồng mộc quá. Hiện tại thì anh em mình sẽ dự định là sẽ làm trại tới đây. Út giờ nó đang chặt cây để đóng làm trại rồi mọi người. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ anh em mình ha. Cũng rất mong nhận được một lượt like, một lượt đăng ký của mọi người để ủng hộ tinh thần anh em mình. Bây giờ thì mọi người cùng theo chân anh em mình để xem những ngày sắp tới anh em mình sẽ ở lại đây và tìm được những cái thành quả gì nha mọi người. Cũng cảm ơn tất cả mọi người luôn nha. Hiện tại thì anh em mình cũng đã cất tạm xong cái chòi rồi mọi người. Thì giờ mấy anh em mình sẽ nghỉ ngơi. Để chiều thì chắc mình sẽ đặt lập ếch trước, xem như tối nay có thành quả như thế nào không. Thì khung cảnh ở đây thì nói chung là cũng nhờ có mấy cái cây này cũng mát đó Út ha. Vậy thì quá ok rồi. Này, ở đây là ngó ra cánh đồng luôn mọi người. Thì chắc có lẽ là tối nay thì mấy anh em mình sẽ làm dẹt cắm ở đây, cắm câu ở đây hoặc với đặt lập ếch ở đây luôn. Không biết tối nay sẽ thành quả sẽ như thế nào đây. Tối nay sẽ đi. Rồi ok. Mọi người cùng chờ xem kết quả tối nay của anh em tụi mình luôn nha. Vì giờ cũng hiện tại là gần 4 giờ chiều rồi mọi người. Thì sau một thời gian nãy giờ thì mấy anh em nghỉ ngơi. Hiện giờ tụi mình sẽ đi đặt lập ếch. Bữa nay thì mấy anh em mình đặt 14 cái lập ếch với một số cần. Lát nữa thì lát nữa đây thì anh em mình sẽ đi cắm câu luôn để coi tối nay có thêm thành quả gì không. Mời mọi người cùng theo chân anh em mình luôn ha. Giờ thì khung cảnh ở đây chỉ mưa mọi người. Tháng này tháng nắng mà hồi nãy mấy anh em cũng có làm một cái trại nhưng mà nó sơ sài thôi à, tại nghĩ là tháng nắng nên là mình không có làm nó kiên cố cho mấy. Không biết là có mưa không Út. cũng ngại mưa hồ quá ha. Đúng rồi, cái sườn vẫn còn đó mọi người. Lúc trước là anh em mình ở cái khu này nè, ngay chỗ vị trí này. Thì bây giờ mình cũng lên đây luôn, nhưng mà mình dời lên ở đầu trên. Tại vì dưới này thì nắng nó chiếu vô quá nhiều nên là mấy anh em sẽ chọn khúc lên kia cho nó mát. Đây với hoàng ở trên kia là nó có mấy cái cây sẵn á, là mấy anh em dựng sơ sài thì nó cũng dễ nữa mọi người. Đấy, bây giờ khung cảnh đang ở cái góc cũ trước mà hai anh em mình ấy nè, ở nè, cây sườn vẫn còn luôn. Đấy, chỗ này thì khá lý tưởng. Tối nay thì mấy anh em mình sẽ cắm ở cái cắm câu ở cái con rạch này. Một lát nữa đây, khi mà mình đặt ở bếp xong á thì bắt đầu mình chuyển qua là cắm câu luôn. Tại vì mình lên đây mình kiếm xem có thành quả gì đặc sắc không để quay cho mọi người cùng xem á. Nên là giờ mình tranh thủ khoảng tầm gần 4 giờ là mình đã đi rồi. Đó, bây giờ là mình sẽ đặt ở nguyên cái bờ này nè Út. Bờ cỏ này nè. Mình thấy lúc trước mình đặt cũng ok đó. 8 lồng mà được 1 tí mấy. Thì mọi người xem cái clip trước của anh em tụi mình á cũng đã thấy rồi, mình cũng có quay thành quả luôn. Còn bây giờ không biết đêm nay sẽ như thế nào đây. Giờ thì hiện tại anh em mình cũng đã đặt lập ếch xong rồi mọi người. Thì bây giờ mình chuyển qua là cắm câu. Thì số cần hôm nay là mình còn được bao nhiêu cần Út? Còn khoảng tầm 23 cây mọi người. Thì hồi nãy là anh em mình cắm từ cái vạt bờ đằng đây rồi đây với đi ngang qua bên bờ bên đây. Thì sáng nay mình mới đi thăm. Còn giờ thì xong rồi thì anh em mình sẽ đi cắm câu, cắm số cần này để coi tối nay thành quả sẽ như thế nào đây. Mọi người cùng chờ xem kết quả tối nay của anh em mình ha. Đây anh em mình chuẩn bị xuống cây đầu tiên nha mọi người. Cắm lẹ lẹ lên cây ấy. Dạ từ từ. Dạ. Đếp. Lẹ lẹ lên cây. Trời ơi. Hiện tại thì anh em mình cũng đã cắm câu và đặt lập ếch xong rồi mọi người. Bây giờ thì anh em mình di chuyển qua bên đây, cũng gần bên cái trại của mình thôi. Tại vì bên kia có một số vấn đề là nhạt rồi.
nên là mấy anh em di chuyển qua bên này để nấu ăn luôn. Rồi hồi nãy thì mình có chuẩn bị một miếng sườn sẵn rồi, để lát nữa một bên đây thì Út nó sẽ nấu cơm, chấm bếp làm cơm, còn bên này thì mình làm than trước để lát nữa mình sẽ nướng thịt. Bên đây thì không khí nó cũng gần kế bên chỗ mình làm trại thôi mọi người. Tại thì anh em mình đang nhúm lửa đấy nướng thịt rồi mọi người. Còn bên đây là cơm. Còn đó thì ông anh hai cũng đã chuẩn bị xong miếng sườn rồi. Lát bên đây khi mà than của nó cháy xong hết rồi, nó thành than á, thì mình đem qua bên đây mình nướng. Giờ mình đem đi ướp cái đã. Khi mà nó thấm thì rồi bắt đầu mình nướng luôn Út. Rửa thịt xong rồi giờ anh em mình ướp lên mọi người. Sao đây đầu bếp nay đổi đầu bếp thấy sao đây? Đổi đầu bếp đâu có vẫn để đầu bếp Út chứ, lúc nào vẫn làm món ăn ngon anh ha. Thôi lâu lâu đổi đầu bếp nữa đi. Cái này thì mình ướp khoảng tầm 1 phút cũng được. Út đang thấy lắc lắc là chuyên nghiệp rồi đó. Ướp cho nó đều cái đi để dưới cho nó thơm. Hiện tại thì giờ món sườn mình cũng đã lên bếp rồi mọi người. Bây giờ đổi đầu bếp. Nói chung là tối rồi, mấy anh em mình cũng tranh thủ xây thay nhau đi. Mình để bây giờ mình đi tắm rồi thay đồ nữa. Nên là bây giờ Út nó sẽ nướng trước. Rồi mình nãy xong vô mình đổi cho Út. Để hai anh em mình xây nhau để rồi bắt đầu mình tranh thủ mình ăn luôn để lát nữa tối. Giờ thì hiện tại giờ mặt trời cũng xuống rồi mọi người. Ở đây thì xuống nhanh lắm, nên là tranh thủ mấy anh em làm chia nhau ra công việc ra để làm á. Rồi cho nó mau, đằng lát nữa mình còn đi thăm câu nữa. Trở đi Út, anh hai thấy nó cũng vàng dừa đó. Đó, thương mỡ luôn. Cũng sắp chín rồi mọi người. Bây giờ anh em mình chỉ cần còn chờ xíu nữa cho nó rút lại cái nữa thì rồi bắt đầu Út nó sẽ gấp ra ngoài. Anh em mình thưởng thức xong rồi dùng cơm xong rồi đi thăm câu luôn. Cũng nôn đi thăm câu rồi, giờ này cũng tối rồi mọi người. Giờ này tối rồi. Mặt trời xuống ở đây nhanh lắm. Nãy giờ có tí xíu mà đã tối thui như vậy luôn rồi đó. Giờ chỉ còn chờ thịt thôi. Cái này thì nướng hơi lâu chút, mình chịu khó xíu. Thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn, nó rút lại rồi bắt đầu nó vàng á. Là nó lên màu xíu nữa là bắt đầu là anh em mình dùng là được rồi. Nói chung là tại vì đợt này thì mình không có đi như cái kiểu sinh tồn, mà mình đi lên đây chủ yếu mình đặt lập ếch với cắm câu quá mọi người, nên là mình sẽ làm cái gì đó nó khác đi. Nên là có anh em cũng có chuẩn bị sẵn trước rồi, mới sườn này để lên dùng buổi đầu tiên luôn. Bữa sau bắt đầu mình kiếm cá ếch gì đó làm sao. Thì thịt cũng chín rồi mọi người. Mấy anh em mình sẽ giờ ấy ra đi, giờ đói dữ rồi. Tranh thủ gấp ra đi rồi mình đi thăm câu lượm lúa Út ơi. Bỏ bụng cái mới được. Bỏ bụng cái mới được. Món thịt mình làm cũng xong rồi mọi người. Tuyệt vời. Còn bốc khói giữa cánh đồng này còn gì bằng. Quá đẹp. Công tình nãy giờ mấy anh em ngồi hửi khói. Miếng này còn hơi chưa ấy. Mình để ra xíu đi. Cơm này là nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè Út. Đó. Quá đẹp. Leo này mình nghĩ là cắn luôn được, nó sẽ ngon hơn là sắt. Ok. Cắn vậy luôn. Vậy là ăn vậy đi cho nó ngon. Mình dân giả mà. Nói chung là anh em mình muốn làm cái gì đó cho nó hết sức là dân dã mọi người. Có thể thôi. Tại vì mấy lần trước á, là mình đêm đầu tiên á, thì mình lên đi theo kiểu sinh tồn. Thì mình bắt cái gì là mình ăn cái đó. Còn bây giờ là cái bữa đầu tiên thì mình sẽ đem cái món gì đó lên đi. Mình làm cho nó mới lạ hơn xíu. Thôi bây giờ mình dùng luôn đi Út. Để còn tranh thủ thời gian đi thăm câu nữa. Làm trước miếng đi Út. Miếng nó ngon đó. Mọi người luôn nha. Quá đã luôn.
Ôi giời. Hết gà thì chứ. Nhìn thơm. Thơm không? Cực kỳ. Sao? Thấy chiều anh hai ướp sao? Được. Cháu lắc đầu. Được. Chắc mốt đỡ dòng bếp luôn á. Thôi, mời mọi người cùng dùng chung anh em mình luôn ha. Bữa cơm đầu tiên trên cánh đồng một quá. Chào anh em mọi người. Hiện tại thì trên cánh đồng này á, ở đằng kia, nhưng mà mấy bên kia xong á thì sẽ có một nhà, nhà của ông chú mình sớm này là đất ở đây nè. Là chiều mình tới xem qua bên đây rồi. Còn dần dần ở đây á, nguyên cái khu này á là có hai anh em mình, còn lại hai anh em mình thôi. Cảm nhận của Út thì mỗi lần ở đây sao? Cảm giác là sao? Không khí mát mẻ. Đúng rồi, không có xô bồ, ở đây cũng thích. Nói chung là khi mà mình làm mệt mỏi á, cũng có thời gian để mình xả stress đi. Đi lên trên mấy cánh đồng này làm clip rồi mình cắm câu săn bắt kiếm gì đó, mình về mình hái thì nó hay hơn, đúng không? Với lại mình cắm ra mình làm cái mình ăn, cảm giác nó ngon hơn. Có theo bố à? Không, có bữa nay là ngoại lệ chứ, như ngoại lệ lần chứ. Đúng rồi, lâu lâu mình kiếm gì đó đổi mới đi. Bữa nay thì mình mua sẵn, còn ngày mai là mình dùng cái này rồi, lát nữa là mình thấy rồi, không còn đâu. Mình ngày mai là bắt đầu cái mình tìm được cái gì đó rồi mình ăn, mới đó là mới đúng rồi. Hiện giờ là có lòng ếch với tôm cá nè, mà không biết cái mảng nào mình lấy ra nè. Giờ thì cũng dùng cơm xong rồi mọi người. Giờ hai anh em mình đi thăm câu, thì không biết là kết quả sẽ như thế nào đây. Út nghĩ mình sẽ giúp được mấy con Út. Hai ba con hả? Nãy giờ lâu lắm rồi, hết mồi chi sảy nữa đó. Bây giờ hiện tại gió dữ lắm mọi người. Chắc tối nay mình sẽ không có lật đâu. Mà mình lạnh luôn Út. Có không? Nếu mà nhả nhả nhiều thì mong là mấy cái lồng ếch mình nó vô ha. Để coi coi lát nữa sáng nay coi sao. Giờ thì mình tính cái đường cá trước đi. Sao Út? Sảy rồi. Sảy rồi hả? Sảy rồi. Chán ghê ha. Tại mình đi hơi trễ một chút mọi người. Mình đi gần 8 giờ, 7 giờ 40 mình mới đi thăm. Tại nãy ăn cơm hơi trễ á. Ngày đầu lên thì mệt, thì mình mấy anh em mình cũng dưỡng sức thôi. Nên là ngồi nghỉ xíu rồi mới đi. Dạ móc mồi để kiếm sao. Dạ à. Chứ sao mình lụm lúa. Nãy giờ rồi. Không. Trời ơi. Đẹp chứ mọi người, cái chút lát mà anh điểu hơi nhỏ. Có là hết. Em đầu tiên. Nãy giờ móc rồi. Lấy hình đi Út ơi. Quá đẹp rồi. Sảy luôn cái tao về luôn. Một em chút lát đầu tiên mọi người. Giờ mình lấy hên đi. Em đầu tiên đó, đẹp không? Vút hên. Cái thác lát này thịt nó ăn rất ngon nha mọi người. Vô thùng này là chủ yếu mấy anh em mình cắm đi kiếm khô nè, không biết sao đây. Trên đường đi thăm thì câu thì anh em mình gặp em rắn đâu nè, con ráo. Con ráo này nó bự ghê á. Ở trong camera thì mình thấy nó được có xí đó, chính giữa đèn luôn mọi người. Nhưng mà ở ngoài thì nhìn nó bự lắm. Rắn này rắn nhất á, nhất con Út, nhất à. Quá trời cái bự luôn mà. Này tại vì mình không có, nó đang ngủ mọi người. Mình không có ấy ra, dịch ra được, nhưng mà con rắn này to lắm. Rất to luôn á. Thôi, để đó đi. Ở hiện tại thì mình thăm giác đầu mọi người. Dính khoảng tầm con một. Chắc anh em mình thống nhất lại nghĩ khả năng mớm là sẽ cao rồi đó. Nên là bây giờ anh em mình quyết định sẽ, mình đang ở lô 2 thì mình sẽ đi với Út ra tới lô 5, chạy xuống dưới sôi luôn. Tại vì ở đây mình có đem theo đồ nghề rồi, để tìm xem có cá ít gì hay là nhái như nào không, để mình sáng làm khô. Chứ ở đây thì nó không có khả thi cho mấy. Mình nếu mình chạy ra tới ngoài tầm đó chắc khoảng tầm 6 cây, 5-6 cây gì đó, thì lỡ lên trên này rồi lên, thì hai anh em cũng cố gắng luôn ha Út. Quyết tâm.
Rồi ok, vậy hai anh em mình sẽ di chuyển hồi đó. Anh em mình đang đi xôi nhưng mà anh hai cũng đang ấy. Sao dính không? Được, được, vậy được. Hai em. Được. Rồi, bỏ vô luôn á. Em đi nữa. Sao thấy được không? Dính không? Được, mí này được nè. Được. Đúng không? Mảng này thì nhanh lắm mọi người. Ừ. Hiện tại thì mình hai cũng đang thấy con nữa. Thì anh em mình cấp câu thì nó có con à. Thôi anh em mình di chuyển ra ngoài kia, chỗ sinh tồn cũ luôn. Rồi trên đường đi á, thì anh em mình thấy có một số ếch với nhái cũng được lắm, nên anh em mình bắt luôn để sáng làm khô. À, vô thùng nè. Rồi tiếp tục anh này em xuống. Sao ok, khô này nó rất là mắc. Nếu mình làm khô á, con này nó rất là mắc. Ừ, đúng rồi, khô nhái với khô ếch mắc lắm. Ừ. Nhưng mà làm khô quá, làm khô ngon lắm á. Vô nè. Tiếp. Được. Hiện tại thì cánh đồng này chỉ còn hai anh em mình à. Ừ. Giờ là chỉ còn hai anh em mình ở đây thôi đó, là không có ai luôn á. Yên tĩnh ghê luôn á, có hai anh em à. Ừ. Phái nó như vậy nè. Ừ. Thấy thì còn cảnh, nhưng mà hiện tại thì nếu mà ban ngày chắc nếu mà mọi người xem từ đầu đến cuối anh em mình đó sẽ nhận ra này là khu nào. Với lại biết sao không, sợ tối quá rồi quay mọi người cũng có nhận ra đó. Bằng trước thì mấy anh em mình làm trại ở dưới đó đó mọi người. Ở túc dưới đó đó. Cái gì vậy? Cá phi. Một con cá phi. Được. Đợt này là mình trở lại cái điểm cũ của mình lúc trước nè mọi người. Rồi nước nổi á. Lúa, ruộng lúa của mình. Bây giờ lúc trước là lúa nó chưa có ấy. Giờ lúa nó trổ bông luôn rồi mọi người. Đợt này coi như là mình trở lại mình thăm lại chỗ cũ hả Út? Thường thường là người ta thăm lại người xưa hả? Còn này mình thăm lại điểm xưa. Không, đi về mình nhớ chứ. Ừ. Mình nhớ cái khung cảnh ở đây chứ. Trời nó im điềm quá. Rất là mờ ái luôn. Đợt này thì mình trở lại chỗ này. Thì lúa ở đây nó cũng lên luôn rồi mọi người. Đó, rất là... Đợt này lúa trúng hả? Thấy trúng hả mà nó thấy trúng hả? À, anh em mình tới á. Nó vui chơi vậy thôi chứ thật sự ra thì cũng nhớ mọi người. Nhớ mình đi sinh tồn rồi nọ rồi nó về đảo lại xuống đây. Giờ thì mình xuống đây thì thấy nó yên bình. Thôi anh em mình đi tiếp luôn. Một em nữa nha mọi người ơi. Không. Chưa. Lúc. Rồi, vào thùng. Vô thùng. Đấy, cũng bộn rồi đó mọi người. Đã nghe chưa? Này là sáng chắc đầu bếp cho ăn món khô chiên, khô ếch chiên hả Út? Quá đẹp, tuyệt vời. Thôi, giờ anh em mình di chuyển tiếp mọi người ơi. Hay quá. Con này cũng rộng hết. Được. Một em nữa. Vào thùng. À. Đang tiếp nè. Nãy giờ cũng bộn rồi đó, nhiều lắm rồi đó mọi người. Ổn không? Không. Cứ tiên. Được em. Được à. Tiếp tục em nữa. Rồi mai là chắc chắn mình có món rồi đó. Có khô nữa không?
tuyệt vời. Ừ. Đây, nhỏ nhỏ mọi người nhưng mà vậy là ok rồi. Thấy nặng rồi á. Cậu vú em mọi người. À, tuyệt vời. Nói luôn. Có vẻ tăng tăng. Sao ní? Báo S nè. Được. Có hàng. Ừ. Một em. Ừ, vậy mới được chứ sáng à, mới. À. À, vậy là sáng nay có phát lương rồi không? Ừ. Đây một em tuyệt vời chưa? Rào thùng em. Gia nhà chế độ của em đó. Hiện tại thì hai anh em mình cũng về tới trại rồi mọi người. Giờ cũng 11 giờ mấy, 12 giờ rồi. Mấy anh em mình cũng đi săn bắt về tới nơi rồi. Thì hôm nay cắm câu thì anh em mình nghĩ là nó sẽ mớm. Nên là thăm có con giác à. Rồi bắt đầu chuyển hướng xuống khu sinh tồn lúc trước. Thì thành quả của mấy anh em mình đêm nay nè mọi người. Cá đó, lửa nháy. Này là sáng đủ ăn rồi, dư sức rồi. Có thể mình có thêm thành quả là làm khô luôn á Úc. Thôi giờ đêm đầu tiên thì hai anh em mình vậy là đủ rồi, quá tuyệt vời rồi Úc. Giờ lửa thì mình cũng đã châm lên rồi, giờ mấy anh em mình sẽ di chuyển vô trong trại để nghỉ ngơi đêm nay luôn. Chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại bây giờ là buổi sáng đầu tiên ha, anh em mình ở trên cánh đồng một quá. Thì hồi tối này sau khi mà đi sôi xong á, thành quả thì cũng vừa ok đó. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi thăm lợp với dở cần câu. Giờ là để xem cái đầu tiên coi như thế nào đấy. Có không? Có nè. Ơi đã vậy đó nha. Đã chưa mọi người? Đầu tiên ra là thấy cũng ok rồi đó. Cái đầu là thấy im rồi đó. Một em. Có nghe mà cũng không ok mấy chứ. Có được. Thôi vậy là quá đẹp rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi dở lợp ếch trước. Sau đó rồi đi dở cần câu về luôn. Đó. Đó, em đầu tiên. Nay thì hồi tối này lên thì mấy anh em cũng về hơi trễ. Nên là thức cũng khoảng giờ này là tầm gần 7 giờ đó mọi người. 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi. Mặt trời cũng có lên tới đây nè, cao. Sương buổi trưa nó còn ướt luôn mọi người. Nó lúa nè mọi người. Này chắc cỡ nửa tháng nữa nó mới có anh em mình đặt mới có thể có. Tại vì bây giờ nó còn nhỏ quá, nước cũng còn rất là nhiều luôn nè. Để thấy nó tập trung ở trong giữa ruộng á. Nó chưa có, nó không có gom ra ngoài. Nên là chắc không có nhiều để giờ xem cái như thế nào đây. Bây giờ mấy cái rồi? Cái im ru vậy? Im ru vậy Út? Rồi xong im ru luôn. Rồi im ru luôn. Một cái mớm. Như im ru vậy Út? Đó. Hồi ứng. Có hẹn không? Không được. Đó. Sau bao phút chờ đợi thì một em đã xuất hiện ở trong lòng. Giờ là có hàng. Mấy em đây. Ơi em cũng được. Đó. Có hàng nha mọi người, có hàng. Đó, đẹp không? Kỳ. Đấy, rồi vô ơi. Xếp xảy vậy. Nó xúc ra rồi. Cái này nó cái lòng này nó muốn hư rồi. Ừ. Ít trồng cái gì ngon hết ha. Sau khi dở lợp ếch xong mọi người thì anh em mình hình như là hơi mớm. Thì bây giờ mình đi cuộn câu về. Cần câu thì tối này mình thăm có con giác một mà. Anh em mình nghĩ chắc cũng không cao quá. Cái đầu tiên thì thấy đó, nó cái đọt nó cao nhầm rồi đó. Còn cái lưỡi không. Trời ơi. Thôi bây giờ anh em mình sẽ cuộn câu xong rồi về bắt đầu chế biến món ăn luôn mọi người. Hồi tối thì đi móc mồi, sáng thì đi nhổ câu không? Không, thật sự tại vì tối mình cắm không ấy chứ mình thăm có giác một. Dính này, dính nè. Gì đâu đó? Cái gì vậy? Rồi đi đây luôn.
Ôi có chi vàng đã ghê không? Chi vàng mọi người, tại vì tối này mình thăm có giác một đầu quấn tiên rồi này. Mình ấy à, nên là mình mấy anh em đổi qua mảng đi xôi nhái á. Rồi xong cái không có thăm luôn. Thôi trời, làm khô được luôn, ngon luôn á Út. Làm khô nào. Đấy. Cái trì vàng ngon lắm á, chị đừng giỡn nha. Quá tuyệt vời. Thôi, vậy cũng được, cũng có tinh thần cho anh em. À, là thấy trước rồi đó mọi người, không có dính rồi đó. Đây. Thấy im ru đây. Kìa cái đầu cá kìa ông thần. Cái chốt, cái chốt. Cái chốt hả? Ồ cái chốt đã chứ Út. Cái này chưa? Chút trâu đừng đớt hả? Ôi cái chốt đã lắm mọi người, mập lúc à. Lúc luôn á. Đấy trời ơi đẹp không? Đâu? Đang quay trời. Ồ đẹp hay chưa? Một em cái chốt nữa. Hôm thứ hai. Tính ra tối này tại mình không đi thăm á Út, chứ đâu phải không có đâu. Không có anh em mình không có giác một rồi mọi người. Giác xong rồi bắt đầu đi xôi luôn. Đi xôi nói chung đi xôi cũng thành quả thì cũng ok đó. Rồi bắt đầu về hơi trễ á. Rồi mấy anh em nghỉ ngơi luôn. Không có đi thăm nữa, sáng tính đi dở cần vậy thôi, nghỉ trong đầu là không có rồi đó. Rồi đẹp mọi người. Cực kỳ luôn á. Nhưng mà cái gai của nó thì hơi độc nha. Cũng vô cái thôi khỏi ngủ luôn hả Út. À, để đi anh em mình đi giải tiếp. Đây cái tiếp theo. Sao thấy nó ngon quá Út, tại chắc tại tối anh em mình. Hả? Nhẹt. Ăn gì cái vậy? Trê Út ơi, trê. Đấy. Trê con cá lăng này. Có cần đâu rồi. Trê. Trê Út ơi, nó quấn còn ấy luôn. Không ta. Tại tối này anh em mình vậy là mình chọn sai rồi đó Út. Cũng không sai. Mình đi rồi. Kịch lĩa xảy ơi. Đứt lưỡi luôn rồi. Ta nãy ta nhóm lên luôn đi không chịu đâu. Thôi ok mình đi tìm lại cái con khác luôn. Ê chín cái rô rồi Út. Thấy đi trơn cái rô luôn nè. Ok vậy mà tối này chê mặn cá đổi thanh chiến đầu không có thì cũng như giống như mấy lần trước đó mình có lần mình thăm chiến đầu một hai con hai ba con rồi đó, cái đầu mình ấy nó mấy sao quá trời, cuối cùng dính thằng Hà luôn, mệt quá ngậm luôn cái rô. Nhưng mình vừa ấy luôn rồi đúng không, mấy này mình về làm khô mà mình vừa cũng không á. Đúng rồi, vừa làm khô luôn cái cuối cùng luôn mọi người ơi. Kết quả như thế nào đâu ấy quậy kéo đã chưa. Thấy nhiều gì là bự không Út? Được ai hay quá trời ơi, quá đã Út ơi, em cứ cẩn rồi có là được rồi, thành quả mình cũng ok đó. Giờ mình di chuyển về trại đi Út, bây giờ về bắt đầu mình chế biến món ăn luôn. Rồi dọn dẹp cái nữa là bắt đầu mình tính mấy cái mảng khác ha Út. Ok. Giờ thì hiện tại thành quả của mấy anh em mình nè mọi người, được 2 em ếch. Giờ Út nó đang xuống cho một con rồi nè. Phải đánh đổi đúng không Út? Mình đi xuống kia mình coi mình có ếch thì không có cá. Nhưng mà nếu mà tối này mình ở lại thì mình chắc có cá rồi mọi người. Thấy cá cũng ok lắm ạ. Tại sáng nay cắm dở về giác sáng là giác dễ mướn nhất. Rồi thành quả cắm sáng nay mấy anh em mình dở cần thì được như đây nè mọi người. Chứ một em cá trê nãy cũng to lắm mà nó xảy mất tiêu rồi, đứt dây luôn. Với này là mình có bỏ cỏ vô cũng hơi mờ, nhưng mà thành quả hồi tối này cũng nhiều lắm mọi người. Cắm ok đó. Tối này anh em mình làm được mớ nhái mớ ếch này nè mọi người. Khá là chỉ cá thắt lát hả? Thắt lát tối cũng có dính nữa. Nhưng mà tối này tại vì không có một lần một nên là thành quả cá thì nó hơi ít. Đấy, giờ mấy anh em mình vừa chọn cơm lại là rồi chuẩn bị nấu ăn luôn. Tại vì giờ cũng trễ rồi mọi người. Nói chung thành quả điều này thì ok, tổng hợp lại được bao nhiêu đây thì cũng khá thành công rồi đó.
Rồi bây giờ mình sẽ xây thì nấu ăn đi Út coi, dọn dẹp rồi mình đi nấu ăn luôn. Đi không? Đi. Rồi ok. Hiện tại thì anh em mình cũng sơ chế xong rồi mọi người. Thì tối nay này thành quả của tối hôm qua của anh em mình được một mớ cá nè, một mớ nhái, rồi có ếch nữa. Ếch này thì mấy anh em mình chia phần ếch này ra để nấu ăn, còn này thì để làm khô, mấy bên đây làm khô, rồi tối nay bắt đầu mấy anh em mình tìm tiếp để làm khô đem về nữa. Thì đầu bếp hôm nay cho anh ăn gì vậy? Nay ếch mình đổi món đi, mình sẽ làm ếch rim nước mắm. Rim nước mắm hả? Ừ. Ok, vậy thì quá ngon rồi, cũng hấp dẫn đó. Thế coi như thế nào? Cười gì? Tin tưởng không? Chứ không tin tưởng lát nữa bỏ đói thì sao? Còn cái số này là mình sẽ làm khô đúng không? Mình thấy ếch rim nước mắm trước đi. Ừ. Còn cá với ếch nhỏ này mình để cho nó ráo. Ok. Rồi bắt đầu mình mới ướp làm khô. Ừ. Sẽ ngon hơn. Vậy thì quá ngon rồi, tuyệt vời. Bây giờ thôi, anh em mình sẽ tạm dừng clip để đi chế biến món ăn luôn mọi người ơi. Cũng trễ lắm rồi, tranh thủ đi Út ba. Thì mấy anh em mình đã chuẩn bị xong rồi mọi người. Sơ chế ếch đồ cũng sơ chế hết rồi. Còn ở đây thì mình có củ hành và gia vị thì mấy anh em có chuẩn bị sẵn hết rồi mọi người. Có dầu ăn nước mắm nè, đường bột ngọt. Thì giờ Út cho dầu ăn vô tranh thủ đi mấy anh em mình ăn sáng luôn, chứ giờ này là khoảng tầm 10 giờ rồi đó mọi người. Nay thì hơi trễ không ha? Trễ. Giờ thì Út đang cho ếch luôn rồi. Cái này là chắc ếch mini chứ. Ăn thử. Không, cái này đúng như cái khung cảnh mùa nước nổi đó mọi người. Là ếch nó nhỏ, nó còn đang rất nhỏ lắm, nó không có bự. Có cái đợt trước mình lên đây nè, mấy anh em mình lên đây cách đây khoảng gần 1 tháng. Thì ếch lúc đó là nó bự, mình đặt có mấy lọt à, mà được 1 kg mấy luôn á. Còn đợt này mình chuẩn bị lọt, nhưng mà mùa hôm nay thì thấy nó không có chạy nhiều á, nên là có lẽ là tối nay mình sẽ chuyển qua mảng khác. Thì mọi người cùng chờ xem tối nay anh em mình có cái kết quả, cái thành quả như thế nào ha. Giờ rồi, cái xăng lại đẹp ghê Út. Ngon. Giờ mình cứ chơ ngay đây rồi cái bắt đầu mình lắc một món. Thì trong lúc Út đang nấu đồ ăn á mọi người, thì kế bên ở đây cũng có máy của nó đang xịt thuốc này. Nhưng mà bây giờ tăng tiến quá Út. Người ta xịt thuốc bằng máy rồi, đỡ có không có như hồi xưa mà người xịt bình ha. Mắm á, cạn lắc mình bỏ vô mình lắc nó nè à. Tại vì mình phải nêm sẵn luôn, rồi đó bỏ vô lắc luôn nó sẽ ngon hơn. Đằng kia thì ếch cũng đã nhả màu vàng rồi mọi người. Xíu nữa đây thôi là anh em sẽ được thưởng thức rồi. Còn hành thì ở đây Út cũng đã sơ chế sẵn rồi, giờ chờ ấy vô thôi. Vậy cho nó tan rồi mình nêm vừa ăn luôn. Bắt đầu lắc, mình lắc một món lắm. Cái món này gọi là cái món gì? Ếch là... Ếch lắc nước mắm mà mình có thêm cách tăng thêm xíu nữa là có củ hành. À, nó cho sẽ... nó thơm không? Nó ngon, nó dễ ăn hơn xíu. Thì có lý quá ta. Anh hai thì không có rành lên cái mạng này mà thấy ok quá nè. Còn như ếch mà mình chiên nè, là vừa vàng á, tưởng vàng quá. Vàng quá hồi lắc nước mắm nó dở lắm. Vừa vàng là về được rồi, tại vì còn nãy nước mắm nữa. Anh này thấy nó săng lại dữ rồi đó. Săng nó vàng như là đẹp rồi đó. Quá đẹp. Sau khi Út nó chiên ếch vàng rồi mọi người, thì bây giờ Út nó cũng để hành vô rồi. Bây giờ mình cháy sơ sơ cho nó chín trước cái đi. Bắt đầu mình đổ nước mắm vô cho nó kẹo kẹo lại, bắt đầu mình đổ ếch vô mình lắc. À. Lắc là nó sẽ ngon. Sau khi hành ấy xong rồi, giờ Út nó cho nước mắm vô mọi người. Cho nước mắm vô mình lắc trước cái. À. Rồi nó kẹo kẹo lại cho mình bỏ ớt vô. Cảm quá ta. Thơm ghê không? Vậy mùi rồi. Giòn rụm luôn mọi người. Nhìn giòn ghê không? Tối nay anh em mình chắc sẽ đi làm thêm một mớ nữa. Để mình làm khô sẵn đó thì mình ăn luôn ha Út ha. Ngon lắm. Ở trên này thì nhiều lắm.
nhưng mà nó rải rác mọi người, nên là chịu khó mình phải đi. Rồi hành vàng ở Úc rồi, chung mình hút cho ít vô, bắt đầu mình lắc nước mắm nè. Đây là cái món ếch lắc nước mắm của Úc em. Tuyệt vời Úc ơi. Giờ cũng chứ chín rồi mọi người. Kẹo lại là Úc. Kẹo lại vậy được rồi. Đấy, quá tuyệt vời. Mình ra dĩa đi. Cho nó đúng quá rồi. Cho nó ra dĩa, gấp ra dĩa nha. Khá chưa. Thơm phức luôn Úc ơi. Cơm thì mấy anh em mình cũng đã nấu xong rồi mọi người. Nãy giờ thì nấu dữ lắm rồi đó. Giờ chắc khoảng độ tầm 10 giờ mấy 10 giờ 20. Mấy anh em mình mới được ăn sáng đó mọi người. Thì bây giờ mời mọi người cùng chụp chung anh em mình luôn ha. Đói dữ chưa Úc? Đói. Quá đói luôn hả? Làm một miếng đùi đi Úc. Ăn đi. Này giống mua chuột của ta. Đầu bếp chính. Đầu bếp chính mà. Đâu có dám mà sơ xiết vậy, đầu bếp chính. Ngon cực kỳ luôn không Út. Quá tuyệt vời. Anh hai giờ sẽ cảm nhận. Để anh hai cảm nhận thử coi sao. Món này nè Út cũng đầu tư công phu lắm đó. Rồi ok. Bây giờ thì mời mọi người cùng với anh em mình luôn ha. Bây giờ mình xin phép tạm dừng clip để mình dùng cơm luôn. Giờ hiện tại thì anh em mình cũng đã dùng cơm xong rồi mọi người. Thì khô thì mấy anh em mình cũng đã có làm xong luôn rồi. Giờ thì chuẩn bị phơi. Đợt này thì đi thành quả của cái đêm đầu thì cũng được 1 ký mấy 2 ký vậy mọi người. Rồi mình chia ra ăn. Rồi với là làm một mớ khô ếch khô nhái để đem về quê. Đợt này là coi như là mình đã có thành quả đem về rồi Út. Đẹp chưa? Tuyệt vời luôn mọi người. Với cái nắng ở trên mọc quá này thì mọc nắng là ngon nhất. Cái này là về chiên rồi giòn rụm luôn á Út. Chiên nướng cũng được. Rất ngon. Làm chiên miếng nữa. Miếng đế nữa hả? Thì tuyệt vời. Vậy là chắc dự định đợt về này thì mấy anh em mình chắc phải có lai rai quá chứ hả Út? Lai rai. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Giờ chắc phơi xong thì mấy anh em mình nghỉ ngơi để tối mình đi xôi tiếp mọi người. Mọi người cùng chờ xem kết quả tối nay của anh em mình luôn ha.